ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi phần tin giải trí. Ngày 19 tháng 8 có những bản tin nổi bật như sau. Ban tổ chức lễ trao giải Teen Choice Award vinh danh Chris Pratt, Zendaya và Fifth Harmony. Buổi lễ trao giải Teen Choice Award thường niên năm 2017 đã vừa chính thức diễn ra tại thành phố Los Angeles thuộc mạng Nam tiểu bang California vào ngày Chủ nhật 13 tháng 8. Cũng giống như mọi năm trước đây, chương trình được ban tổ chức nhằm vinh danh những diễn viên, ca sĩ, những ngôi sao trên mạng xã hội. Một trong những người đầu tiên sải bước trên thảm đỏ là nam tài tử Chris Pratt. Đây cũng là lần hiếm hoi anh xuất hiện trước công chúng kể từ khi tuyên bố ly hôn với vợ là nữ diễn viên Anna Faris. Diễn viên Chris Pratt đã từng được trao tặng giải thưởng ở hai hạng mục, trong đó bao gồm giải Choice Sci-Fi Movie Actor, cùng nằm trong danh sách những nhân vật được vinh danh tại lễ trao giải Teen Choice Award năm nay. Còn có ca sĩ Zendaya và ban nhạc Fifth Harmony. Ban nhạc này đã được trao giải Choice Musical Group. Diễn viên xinh đẹp Vanessa Hudgens đã hân hạnh mang về hai giải thưởng See Her Award và Choice Breakout TV Show nhờ vào bộ phim truyền hình Riverdale. Ca sĩ kiêm diễn viên Miley Cyrus lẽ ra phải nhận được giải thưởng cao quý nhất, chính là giải Ultimate Choice Award. Tuy nhiên, cô lại không đến tham dự. Cuộc tranh tài Salón Tango World Championship diễn ra tại thủ đô Buenos Aires ở Argentina. Vòng sơ tuyển của cuộc thi nhảy điệu tango mang chủ đề Salón Tango World Championship đã chính thức khai mạc tại thủ đô Buenos Aires của Argentina với sự tham dự của nhiều vũ công đến từ khắp nơi trên toàn cầu. Sự kiện này hiện đang được diễn ra trong khuôn khổ lễ hội World Tango Festival thường niên năm 2017. Để được chọn vào vòng trong, các cặp thí sinh dự thi buộc phải trổ tài trước sự theo dõi của những thành viên trong ban giám khảo. Người có vũ điệu và động tác đẹp nhất sẽ trở thành người chiến thắng trong vòng sơ tuyển nêu trên. Cuộc tranh tài khiêu vũ Salón Tango World Championship trong suốt nhiều năm qua đã trở thành một sự kiện không thể thiếu đối với người dân sinh sống tại thủ đô Buenos Aires. Chương trình sẽ được diễn ra từ nay cho đến hết ngày 23 tháng 8 tới đây. Diễn viên đóng thế cho phim Deadpool 2 qua đời trên phim trường. Một nữ diễn viên đóng thế vốn đang tham gia vào bộ phim hành động Deadpool 2 đã vừa nhắm mắt lìa đời vào ngày thứ Hai 14 tháng 8 khi đang quay một phân cảnh tại thành phố Vancouver của Canada. Các nhân chứng ở đây kể lại rằng do bị mất kiểm soát tay lái nên chiếc xe máy motorcycle của nữ diễn viên nêu trên đã bất ngờ lao vào cửa sổ của một tòa nhà ngay ở trung tâm thành phố Vancouver. Khi cảnh sát đến nơi thì nhìn thấy cảnh tượng nhiều mảnh cửa kính nằm vương vãi trên mặt đất. Tài tử Ryan Reynolds, người thủ vai chính trong phim cho biết, đoàn làm phim Deadpool 2 hiện rất đau buồn vì đã mất đi một thành viên. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter, tiến trình sản xuất bộ phim hiện đang bị hoãn lại trong lúc cảnh sát tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc nêu trên. Vào năm 1996, một tai nạn cũng đã xảy ra cho một diễn viên đóng thế trên phim trường tại Canada sau khi người này nhảy ra khỏi một chiếc phi cơ mà dù không mở. Võ sĩ đô vật Ric Flair nhập viện vì bệnh tim. Cựu ngôi sao nổi tiếng của làng đô vật thế giới tức võ sĩ Ric Flair đã vừa được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau khi gặp phải một số vấn đề liên quan đến tim mạch vào ngày thứ Hai 14 tháng 8. Hiện tại, võ sĩ Ric Flair, 68 tuổi, đang được các bác sĩ cho vào tình trạng hôn mê nhân tạo để dưỡng sức sau khi phải trải qua một ca phẫu thuật đầy cam go. Ric Flair được biết đến là một thiên tài của làng đồ vật. Ông bắt đầu tham gia vào làng đồ vật chuyên nghiệp từ những năm thuộc năm 1970. Trong suốt sự nghiệp của mình, võ sĩ Ric Flair đã mang về 16 chức vô địch. Đạo diễn Oliver Stone được trao giải thưởng Heart of Sarajevo Award. Đạo diễn từng đoạt giải Oscar đến từ Hoa Kỳ, Oliver Stone đã vừa được vinh danh bằng giải thưởng danh dự Honorary Heart of Sarajevo vào ngày thứ Hai 14 tháng 8, sau nhiều năm cống hiến cho làng nghệ thuật và điện ảnh thế giới. Đạo diễn Oliver Stone đã được người đứng đầu ban tổ chức Đại hội điện ảnh Sarajevo Film Festival là Mirsa Pora Vatra đích thân trao giải thưởng tại buổi lễ ngoài trời trước sự chứng kiến của 3.000 người xem. Oliver Stone cho biết ông rất lấy làm hân hạnh khi sở hữu giải thưởng này, vì đối với ông, Sarajevo là một thành phố có trái tim. Vào năm 2000, khi ghé thăm Sarajevo, đạo diễn Oliver Stone đã nghe được nhiều câu chuyện về chiến cuộc thảm khốc. 17 năm sau đó, ông đã trở lại và nhìn thấy một Sarajevo phát triển hơn. Nhà sản xuất phim truyền hình Shonda Rhimes rời ABC để hợp tác với Netflix. Đài TV trực tuyến Netflix vào ngày thứ Hai 14 tháng 8 loan báo, nhà sản xuất kiêm biên kịch Shonda Rhimes đã chính thức rời đài ABC để cùng công ty Shondaland do bà sáng lập hợp tác với Netflix. Thông tin chi tiết về khoản hợp đồng vốn được cho là béo bở giữa Netflix và Shonda hiện vẫn đang được dự kín. Thể theo thỏa thuận vừa được đạt, bà Shonda sẽ cho ra đời những chương trình truyền hình riêng cho Netflix trong thời gian sắp tới đây. Mặc dù đã rời khỏi ABC, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa Shonda Rhimes và đài vẫn còn. Các bộ phim truyền hình dài tập như Grey's Anatomy và Scandal của bà Shonda vẫn được tiếp tục phát hình trên đài ABC. Ca sĩ Willie Nelson tạm ngừng buổi trình diễn vì khó thở. Nam ca sĩ Willie Nelson theo dự trù sẽ tiếp tục trở lại đi lưu diễn trong thời gian sắp tới. Ca nhạc sĩ nổi tiếng Willie Nelson vào ngày Chủ nhật 13 tháng 8 đã buộc phải tạm dừng buổi trình diễn tại thành phố Salt Lake City thuộc tiểu bang Utah sớm hơn dự tính do bị khó thở. Sau đó, nam ca sĩ 84 tuổi đã gửi lời cáo lỗi đến khán thính giả thông qua trang mạng xã hội Twitter. Album mới nhất của Willie Nelson phát hành có tựa đề là God's Problem Child. Tác phẩm này đã ra đời cách đây 2 tháng và đã trở thành album thứ 17 đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Top Country Album Chart vào suốt sự nghiệp ca hát của ông. Hàng ngàn người cùng nhau thưởng thức chương trình pháo hoa nổi tiếng trên hồ Geneva. Một trong những sự kiện bắn pháo hoa tầm cỡ nhất thế giới đã được chính thức diễn ra tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ trước sự theo dõi của hàng ngàn người vào ngày thứ Bảy 12 tháng 8. Chương trình được cho là điểm nhấn cuối cùng của khuôn khổ lễ hội mùa hè thường niên ở Geneva. Màn bắn pháo bông đã kéo dài trong vòng 50 phút, thắp sáng cả một bầu trời đêm. Lễ hội mùa hè Le Festival de Geneva lần đầu tiên được thành lập cách đây 94 năm về trước. Mùa lễ thường kéo dài suốt 10 ngày vào đầu tháng 8 hàng năm. Chính phủ ước tính cứ mỗi dịp lễ hội Geneva Festival lại có khoảng trên dưới 1,2 triệu du khách kéo về đây vui chơi. Tình trạng an ninh đã được thắt chặt tại Geneva trong suốt khoảng thời gian từ ngày 3 đến 10 tháng 8. Bộ phim Annabelle thống trị bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần. Bộ phim đề tài kinh dị mang tựa đề Annabelle Creation do hãng Warner Bros. Sản xuất hiện đang sở hữu vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần trên toàn khu vực Bắc Mỹ tính từ ngày thứ Sáu 11 tháng 8 đến ngày Chủ nhật 13 tháng 8 vừa qua. Bộ phim đã được đạo diễn David F. Sandberg chỉ đạo diễn xuất. Đây là phần trước của bộ phim kinh dị Annabelle từng được ra đời vào năm 2014. Nội dung của Annabelle Creation đã được cho là xoay quanh cuộc sống của cặp vợ chồng sống bằng nghề làm đồ chơi. Vài năm trước khi nhận nuôi 6 đứa trẻ mồ côi, cô con gái nhỏ tên Annabelle của họ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Trở lại với hiện tại, một trong 6 đứa trẻ đã được nhận làm con nuôi đã vô tình vào một căn phòng bí mật và phát giác ra con búp bê Annabelle. Mọi chuyện kinh dị cũng bắt đầu từ đó. Phim Annabelle Creation đã mang về 35 triệu Mỹ Kim tiền doanh thu vào cuối tuần qua. Tiếp theo đó, đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng doanh thu vào cuối tuần chính là bộ phim thuộc thể loại chiến tranh mang tựa đề Dunkirk. Bộ phim có sự tham dự diễn xuất của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng điện ảnh Hollywood. Đây cũng là lần đầu tiên ca sĩ Harry Styles, cựu thành viên ban nhạc người Anh One Direction, thử sức trong lĩnh vực diễn xuất. Bộ phim Dunkirk đã được đạo diễn Christopher Nolan chỉ đạo diễn xuất với nội dung nói về cuộc chiến trong thời Đệ nhị Thế chiến. Vào thời điểm 400.000 binh sĩ của Anh, Pháp và Bỉ bị mắc kẹt ở bãi biển Dunkirk của Pháp trong sự bao vây của lực lượng Đức Quốc xã, bộ phim Dunkirk đã mang về thêm 11,4 triệu Mỹ Kim tiền doanh thu sau tuần công chiếu thứ Tư. Đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu là bộ phim hoạt hình The Nut Job 2 Nerdy by Nature do hãng phim Open Road Film sản xuất. Phim này đã mang về 8,9 triệu Mỹ Kim tiền doanh thu tại các rạp sau 3 ngày công chiếu đầu tiên. Vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần đã thuộc về bộ phim The Dark Tower Phim có sự tham gia diễn xuất của các tên tuổi nổi tiếng trong làng điện ảnh Hollywood như Idris Elba và Matthew McConaughey. Phim đã được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Stephen King. Bộ phim The Dark Tower có nội dung xoay quanh câu chuyện kinh điển về sự đối đầu giữa thiện và ác. Trong phim, tài tử Idris Elba trong vai Roland the Change, người từng phải đối đầu với nhân vật Man in Black do Matthew McConaughey thủ vai. Bộ phim đã được đạo diễn người Đan Mạch Nick Arsault chỉ đạo diễn xuất. Phim The Dark Tower đã mang về thêm 7,87 triệu Mỹ Kim tiền doanh thu sau tuần công chiếu thứ hai. Cùng được xướng tên trong danh sách top 5 bộ phim đoạt được nhiều doanh thu nhất, còn có bộ phim The Emoji Movie. Phim này đã được đạo diễn Tony Leonidis thực hiện dựa trên công nghệ hoạt hình 3D. Phim The Emoji Movie do hãng Sony Pictures sản xuất, có nội dung kể về tâm tư của những ký hiệu emoji. Các nhân vật trong phim đã được lồng tiếng bởi những tên tuổi nổi tiếng của làng điện ảnh Hollywood như TJ Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Stephen Wright, Jennifer Coolidge, Christina Aguilera, Sofia Vergara, Sean Hayes và Patrick Stewart. Phim xoay quanh một ký hiệu emoji đa năng có tên Genie, vốn sống trong điện thoại cell phone của một cậu bé tuổi teen. Bộ phim hoạt hình The Emoji Movie đã mang về thêm 6,6 triệu Mỹ Kim, tiền doanh thu sau tuần công chiếu thứ ba. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin tức cuối tuần của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của VietTV Canada. Mỹ Hạnh kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.